Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái con Rubik biến thể mới đến từ hãng Sensu. Đó. Thì đây là con CB0. CB0. Các bạn không nghe lầm đâu. Nó là CB0 luôn. Mình không thể nào mình ngờ mà con Rubik nó lại có con CB0 luôn. Thì hôm bữa mấy đợt video trước á, có mấy bạn á, comment á, nói là anh ơi mua review con Rubik CB0 đi. Mình cứ nghĩ là các bạn đó trêu mình hay đùa mình đó, chứ làm gì mà có con CB0. Nào giờ CB1 hay là bây giờ nó ra con CB2 là mình hết hồn rồi. Mà nó là đợt này con Sensu nè, nó ra mắt cái con Rubik mới là CB0 đó. Mà các bạn coi đi, đúng CB0 luôn, các bạn không thể nào ngờ đâu. Con là con mới luôn, mình mà mình còn bất ngờ nữa, mình không thể nào mình tin nổi luôn là có con CB0 luôn á. Mà không biết CB0 là nó như thế nào mà nó gọi là CB0 nữa. Nè, của hãng Sensu. Thì bây giờ mình sẽ mở ra, mình review cho các bạn coi nó là như thế nào nha. Mà đặc biệt là con này là có 500 luôn á nè, mid em nè. Nói chung là con này có 500 luôn á, CB0. Thì có bất ngờ luôn, không thể nào tin được cái hãng Rubik mà nó lại sản xuất ra những cái loại như vậy luôn á. Rồi. Đây là cái tờ giấy, cái này là cái tờ giấy hướng dẫn để giải nè các bạn. Nè. Đó, công thức của nó nè. Đó. Đó, công thức của có cách làm của nó là nè 3 phết 0 sẹt 0 trừ 3 gì nè đó. Chắc cái này là bắt buộc mình phải giữ lại rồi, tại vì cái con này nó quá mới đi, hình như là chưa có ai hướng dẫn luôn, thì bắt buộc phải giữ lại cái này để mình nghiên cứu cái cách giải, chứ không là cũng mất cái tờ giấy này là cũng mệt mỏi đó các bạn. Ừ. Rồi, đây là em ở đây. Thì giờ để mình lột cái ni lông ra luôn. Thì bây giờ đầu tiên mình cảm nhận cái nhựa đó trước đi nha. Thì cái nhựa này á là nó cái bản này là bản tích collect nè các bạn. Thì cái nhựa này á là cái nhựa nhám nhám mờ. Thì các bạn coi video của mình nhiều, các bạn biết của mình là rất thích cái loại nhám mờ này luôn. Thì cái loại nhám mờ này á, nó rất là khó bị xước nè, thậm chí bây giờ mình lấy móng tay mình cà 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 luôn nè đó, nó cũng không có để lại cái dấu xước. Còn nếu mà nó là nhựa bóng mà bóng láng á, là mình chỉ cần mình khều nhẹ thôi là nó xước. Thậm chí cái bịch ni lông á, để trong cái bịch ni lông này mà cạo qua cạo lại nè là nó cũng bị xước nữa. Nên đâm ra những cái con như vậy nè là mình rất là thích luôn đó. Rồi bây giờ cảm nhận nè, nè u 500 nó rất là đã luôn nè các bạn. Đó, 500 nè, nghe thấy rõ luôn nè. Đó, không cái cảm giác nó khựng 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 nè. Ừ. Đó, đây đây cũng có 500 nữa nè. Ừ. Rất là mượt luôn á các bạn. Đó, còn cái cách giải của nó như thế nào thì mình cũng không biết luôn rồi. Mà thiệt cái bó tay với thằng 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 Sensu này luôn á. Nè, đây. Đây là con xì qua nè, đúng không các bạn? Đó, cái đường chéo chéo như vậy nè. Đó. Ừ, xì qua. Không, còn đây á, là CB2 á, tức là CB1, CB2, CB0, cho không biết mai mốt nó có ra cái CB4, CB3 hay không nữa á. CB2 là nó có thêm cái đường cắt như vậy nữa nè á, thì không biết mai mốt nó có ra CB3, CB4 hay không nữa. Ừ, mượt lắm các bạn, có 500 mượt. Nói chung là cái con này á, mình thấy chơi còn ngon hơn là cái con CB2 này hôm bữa mình review luôn á. Nếu các bạn nào mà chưa coi cái video này, các bạn có thể coi lại cái video cũ á, là các bạn sẽ thấy cái con này á, nó còn ngon hơn con này luôn. Mặc dù là hai con này là cùng một hãng Sensu luôn á, là nó vừa mới ra mắt bây giờ luôn á. Cái hãng Sensu bây giờ nó mới ra hai cái loại này luôn nè. Ồ, nó hồng, nó rất là mượt luôn. Mượt mà nó có 500 nữa. Ừ. Ừ. Con này theo mình nghĩ là chắc nó sẽ đơn giản, nó dễ giải hơn, tại vì nó chỉ có mấy khứa à, nên đâm ra nó sẽ đơn giản hơn. Thì để mình nghiên cứu cái cách giải, rồi mình sẽ làm cái video hướng dẫn luôn. Ui, nè cái 500 nè. Ui, không, nó rất là mượt luôn, mà 500 nó rất là khựng luôn nè các bạn nè, không 500 mà cảm cảm nhận là thấy thấy rõ 500 luôn nè nè. Ui, quá đẹp luôn. Đó là cái nhựa này cũng là nhựa nhám luôn nè. Đó, hai con này. Còn con này là nhựa nhựa bóng nè các bạn nè, nhựa bóng nếu các bạn coi kỹ nè là nó bị xước xước nè. Đó. Nè, màu trắng nè, nè đó nó bị xước xước nè. Còn còn cái loại nhựa nhựa nhám như hai con này á là
để lâu nhất được nè. Con này nè, đợt bữa mình mua con CV2 này nó hơi, mặc dù nó có 500 nhưng mà cái tầng nó u nè, không quay nó hơi bị khưng, dít 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 sao cái con này quay nó mượt lắm nè. Không, các bạn thấy cái cảm giác 500 nó giật giật giật, giật luôn rồi các bạn thấy không? Rồi đó, đây là xì bé không, thì không biết nó như thế nào mà nó gọi là xì bé không nữa, hay là tự tự cái hãng Rubik nó chế tên rồi là xì bé không vậy thôi. Rồi đó, cảm ơn các bạn rất nhiều nha, rồi nhớ like, đăng ký và chia sẻ video cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye, chào tạm biệt.